Hi, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ về trên trang nhà fanpage của bà Nguyễn Phương Hằng có viết rằng, thì mình xin đọc lên cho tất cả mọi người cùng nghe, bởi vì mấy ngày nay cũng có những nhóm người đã công kích bà Nguyễn Phương Hằng, đã lên nói những điều không tốt về bà ấy khi mà bà ta đang đứng lên vạch trần tội lỗi của ông Võ Nằm Yên. Bà Nguyễn Phương Hằng viết rằng: "Hôm nay tôi chính thức gửi đơn thư đến phòng cảnh sát công an hình sự thành phố để tố cáo một số người đã xúc phạm và bôi nhọ nhân phẩm của vợ chồng tôi trên cộng đồng mạng một cách vô cớ và không rõ lý do. Họ ngôn luận tự do, tự bịa đặt và áp đặt vu khống chúng tôi. Họ quên rằng những lời nói đó làm ảnh hưởng sức khỏe, công việc và gây hoang mang dư luận, góp phần làm náo loạn, phần khích một số thành phần bất hảo trong xã hội. Chúng tôi là một công ty, một tập đoàn lớn có sức ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội. Mọi hoạt động lợi nhuận của chúng tôi đều lo cho nhân viên làm thiện nguyện và hoạt động quỹ mổ tim. Chúng tôi sẽ kiện và đứng sẽ phải bồi thường thiệt hại sức khỏe tinh thần và thu nhập của chúng tôi. Tôi nói được, làm được để dọn dẹp bớt cái loại không giúp ích gì cho xã hội, còn góp phần phá hoại để làm náo loạn xã hội. Tôi nói được, làm được và làm hết lòng vì sự thật. Tôi sẽ tổ chức và cá nhân đã hết lòng nhiệt tình với tôi. Quý vị hãy chờ xem và tin tưởng luật pháp nghiêm minh của chính quyền nhé." Nguyễn Phương Hằng trên trang nhà fanpage của bà Nguyễn Phương Hằng đã chia sẻ như thế đó. Thưa tất cả mọi người ạ, trong một thời gian dài, bà ấy bị bùa ngải, bị bùa nghe, nói gì cũng nghe, nên bây giờ chợt thức tỉnh thì đã xảy ra cái cớ sự như ngày hôm nay. Mọi người cứ chửi rằng, cứ chê trách rằng có một phần số nhỏ đã nói rằng là bà Hằng này tại sao lại nghe lời ông Yên chuyển số tiền cả tỷ 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 là như vậy, có phải chăng là quá ngu hay không? Dạ không, thưa quý vị ạ, bà ta không phải ngu, mà bà ta bởi vì sống vừa thật với con tim, với niềm tin yêu, cứ nghĩ đâu là vị thần y ông Yên này là chữa hết bệnh cho người ta, đi tới đâu mọi người thấy đó, kể cả mình cũng tin. Đó là cái điều sự thật. Bởi vì ai cũng tưng hô, các nghệ sĩ, mọi người thấy không, nghệ sĩ nào cũng gặp ông Yên cười và video chung đó, để làm cho cộng đồng mạng biết được là cái sự thật là ông Yên chữa hết bệnh. Nhưng đến giờ phút này đây, đó hàng trăm, hàng biết bao nhiêu người phải nước mắt, phải đổ nước mắt, người ta lên cộng đồng mạng chia sẻ, họ khóc rất nhiều, họ đã kể ra muốn gặp được thì họ phải tốn tiền rất là nhiều. Nhưng trên cộng đồng mạng mọi người thấy đó, đâu có nhắc đến tiền chữa bệnh, nhắc đến một đồng xu các bạc nào đâu. Nhưng bên trong đó là một sự giả chối, một sự ẩn nấp đó, lấy biết bao nhiêu tiền của người ta. Với đối với bà Hằng, mọi người cũng biết bà ta có tâm nguyện rằng mong muốn con của bà ấy với ông Quỳnh Quy Dũng tầm sư học đạo, con của bà ấy có thể từng ngày theo thầy Yên, có thể học để mai này cứu nhân độ thế. Bà ta còn suy nghĩ là như thế vậy đó mọi người, một điều rất tốt đó. Nhưng có ngờ đâu, sự thật phũ phàng ngang trái của cuộc đời này, đến ngày hôm nay bà ta phải đứng lên một mình chiến đấu vì cái công lý, vì những điều tốt đẹp. Nên mọi người, những ai suy nghĩ nói bà Hằng này sao mà ngu hay là dướng vào tình cảm gì đó, không đâu thưa quý vị ạ. À, bởi vì bà ấy sự tin tưởng, một niềm tin không bao giờ suy nghĩ một điều gì cả thưa mọi người ạ. À, khi rất là kính trọng thầy, ông thầy, cái người này mang danh vị thần y đó mọi người. Bà ta sống như vậy, bởi vì vậy mà trên trang nhà của bà ta mấy ngày hôm nay đã bị công kích đó mọi người, nói những điều không tốt. Bởi vì vậy bà Nguyễn Phương Hằng đã đưa đơn tố cáo. Thì sự việc như thế nào, mong mọi người sẽ xem tập tiếp theo nhé.